Buồn là do Covid đã quay trở lại đất nước mình. Tất cả là ý thức của những người vì lợi ích cá nhân. Covid không biết ai mang vào, Covid không biết ở nơi nào. Covid theo gió gửi lời chào, người dân Đà Nẵng đang căng mình phòng chờ. Mọi người đang chung tay đánh bay Covid khỏi đất nước mình. Tất cả phải ý thức ra đường, phải mang khẩu trang, không hoang mang lo sợ. Khai báo y tế phải rõ ràng, nâng cao ý thức và trách nhiệm, cùng Đà Nẵng cả nước phòng chống dịch. Chiến sĩ tuyến đầu nơi tổ quốc, tự hào dòng máu Việt Nam luôn sẻ chia khi đất nước cần. Một lòng đoàn kết cùng nhau dập tắt Covid, đất nước lại thanh bình. Một lòng đoàn kết cùng nhau dập tắt Covid.